chào mọi người. Chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là bikini dành cho người ngực lép. Thì như mọi người đã biết, Dung cũng đã là U40 rồi. Nhưng mà điều Dung muốn nói ở đây không phải là bạn bao nhiêu tuổi, bạn trẻ hay già, mập hay ốm, cao hay thấp, mà là bạn biết yêu tất cả những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình. Thì dù bạn có mặc cái gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ luôn luôn cảm thấy rất là tự tin, tỏa sáng và luôn luôn đẹp. Có một số bạn bè của Dung hay tâm sự với Dung là họ rất là thiếu tự tin và rất là ngại khi mà mặc bikini ra biển, bởi vì họ không có vòng một đầy đặn cho lắm. Nhưng mà mọi người không biết là Dung cũng là người có vòng một cực kỳ lép luôn. Vậy thì sẵn từ hôm nay, Dung muốn chia sẻ với mọi người 11 set bikini mà Dung nghĩ là cần thiết và dành cho người có khuôn ngực không được đầy đặn cho lắm giống như Dung như vậy nè. Dung nghĩ là set bikini mà phù hợp cho người ngực lép đó là bạn nên chọn những cái set đồ mà cái phần áo ở phía trên nó có những cái họa tiết bèo nhúng hoặc là thắt nơ, tu ru hoặc là ren gì đó, thì sẽ tạo cho cái cảm giác là bầu ngực của mình được đầy đặn hơn. Rồi bây giờ Dung sẽ cho mọi người xem thử 11 set bikini đó là những cái kiểu bikini như thế nào ha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Những kiểu áo xếp tầng hay là có bèo nhúng như thế này thì luôn phát huy hiệu quả cho những nàng nào mà có vòng một khiêm tốn. Và nếu bạn thích sự thoải mái, nhẹ nhàng thì chắc chắn những bộ bikini như thế này sẽ là trợ thủ đắc lực. Và màu hồng đất thì không hoàn toàn kén da, bạn nào có làn da ngăm, làn da bánh mật hay là da trắng đều mặc được hết. Với kiểu đan dây chéo ở phía sau lưng như thế này, còn dành cho những bạn nào mà có lưng hơi dài hoặc là vòng eo hơi to thì có thể tạo cảm giác cho lưng của bạn ngắn lại và vòng eo được nhỏ hơn. Set thứ hai này với phần bảng dày ở phía trước và thắt nơ ở phía sau thì dành cho những bạn nào mà không thích quá hở hang nhưng vẫn cực kỳ sexy và quyến rũ thì set này là một lựa chọn tuyệt vời. Với họa tiết bò sữa này thì còn phù hợp hơn với những nàng nào mà có làn da nâu giống như Dung đó. Đặc biệt là điểm nhấn ở phần dưới của quần là có thắt nơ hai bên, rất phù hợp cho bạn nào mà có phần hông hơi nhỏ. Phải nói với mọi người là Dung cực kỳ thích cái set đồ thứ ba này. Và đây là một trong những cái set bikini mà Dung thích nhất trong 11 set. Thứ nhất về màu sắc là vì Dung thích màu trắng. Thứ hai về kiểu dáng cách cột và thắt nơ ở phía sau, cột nơ ở hai bên quần rất là sexy và gợi cảm nhưng mà không hề phô một chút nào. Set này hầu như là che được hết những cái khuyết điểm ở phần trên của Dung như là lưng dài và phần ngực lép. Như mọi người thấy thì cái phần thân trên, phần ngực của Dung mặc bộ này vào hoàn toàn không thấy lép một chút nào hết. Mà nó lại còn tôn lên cái làn da nâu của Dung nữa. Vậy thì bạn nào có thân hình giống như Dung thì đừng có ngần ngại mà rinh cái set này về nha. Set này sẽ là gợi ý hấp dẫn để cho các bạn tạo được điểm nhấn giúp vòng một gợi cảm hơn, đồng thời cũng là một lựa chọn số 1 cho vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu. Màu xanh ngọc này thì sẽ phù hợp hơn cho những bạn nào có làn da trắng hoặc là làn da nâu. Còn những bạn nào mà có làn da hơi bánh mật một chút xíu thì Dung khuyên mọi người đừng có nên lựa chọn cái tông màu này, tại vì nó sẽ làm cho bạn trông tái và nhợt nhạt hơn. Kiểu áo này có thể mặc thành hai kiểu hoặc là rất nhiều kiểu khác nhau. Kiểu Dung đang mặc đó là cột dây ở trên cổ và cột dây phía sau lưng. Các bạn cũng có thể mặc theo kiểu vây hai dây ra đằng sau hoặc là chéo ở phần ngang eo đều được hết. Set thứ 5 này không phải dành cho những bạn nào có vòng một lép nữa mà là vòng một siêu phẳng luôn, thì cái set này là một lựa chọn hoàn hảo. Những cái bông hoa đính ở phía trước ngực thì sẽ tạo cái cảm giác cho vòng một của bạn trông đầy đặn hơn.
Người ta hay nói là bạn nào mà có ngực lép thì không nên chọn những cái set đồ mà có áo vây như thế này. Nhưng mà Dung nghĩ là sau khi xem cái clip này thì bạn hãy mạnh dạn lựa chọn những cái set đồ mà có áo vây như thế này nhé. Và hãy tự tin mặc nó nha. Nếu bạn thích sự tiện dụng và không thích quá nhiều sự lựa chọn thì bạn có thể chọn màu đen như thế này. Màu này thì hợp với tất cả mọi màu da luôn. Với set áo có cái phần gọng như thế này và phần xẻ chữ V ở phía trước ngực thì sẽ tạo cho bộ ngực trông tròn đầy hơn nhưng lại không tạo cảm giác bí bách nơi vùng ngực. Và màu xanh cốm với họa tiết chấm bi này thì thích hợp cho những nàng nào yêu thích kiểu phong cách vintage cổ điển nhưng lại không kém phần sang trọng và quý phái. Và màu này thì cực kỳ nịnh da luôn, cho nên là nó sẽ phù hợp với mọi loại da các nàng nhé. Set thứ 7 này cũng là một trong những set yêu thích nhất của Dung. Với điểm nhấn vòng tròn kim loại ở hai bên quần và phía trước ngực, rất là cá tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ và sexy. Và màu đen luôn là lựa chọn dễ dàng cho các nàng. Với nàng nào ưa thích sự đơn giản và tinh tế thì nên lựa chọn set đồ này nhé. Dù nhìn rất là đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đặc biệt là màu đỏ thì cực kỳ bốc lửa và sexy. Nếu bạn chỉ thích đi biển hoặc là ra hồ bơi để bơi, gọi là thực sự bơi đó nha, thì cái set đồ bikini này là dành cho bạn. Với thiết kế là hở lưng và đan dây chéo ở phía sau, tôn được vòng 2 và vòng 3 của các nàng. Thêm cái phần bèo nhún ở phía bên vai thì sẽ tạo cho cái vai bạn nào nhỏ trông đầy đặn hơn nhưng phần ngực cũng không quá nhỏ. Thay vì chọn màu đen thì mọi người cũng có thể chọn màu xám lông chuột này, rất là dễ mặc, dễ tôn da và dễ giặt, không sợ bị dơ dính khi mà bạn đi bơi. Lại thêm một set đồ màu đen với thiết kế là lạ nhưng cực kỳ đơn giản, phù hợp với những nàng nào mà yêu thích sự nhanh gọn lẹ và không có thích quá cầu kỳ và không thích là tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, thì đây là một lựa chọn hơn cả tuyệt vời. Set cuối cùng này dành cho những nàng nào thích phá cách một chút xíu, với phần áo và quần không đi tiệp màu với nhau, cộng thêm chất liệu vải lại hoàn toàn khác nhau nhưng khi mà mix vào với nhau thì là một bộ đôi hoàn hảo. Với kiểu áo cột dây chéo như thế này thì siêu tôn vòng 1, và với màu đỏ rượu và màu đỏ trầm thì lại phù hợp với mọi loại da luôn. Cảm ơn mọi người vì đã xem clip và Dung hy vọng là clip này có thể giúp cho những bạn nào đã từng e ngại vì mình có vòng một khiêm tốn hoặc là không được đầy đặn cho lắm có thể tự tin để diện bikini vào mùa hè này nha. Chúc mọi người một ngày thật vui và nhớ nhấn nút like, đăng ký kênh vì Dung sẽ quay lại trong những cái clip tiếp theo. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!